Thế mình ok đúng không? 2,2 cân cho một cái đi laptop là bình thường, là nhẹ đúng không? Ok, ăn xong cái bánh mì rồi. Reset nhân phẩm rồi. Rồi, ok. Sorry anh em vì đã ăn cái bánh mì hơi lâu rồi. Giờ tôi phải no cái bụng đã thì tôi mới có thể chơi được cái game này. Đa tởm quá nhờ. Xạ thủ một thằng. Chắc hai thằng xạ thủ rồi. Vâng. Ái là chặt đòn khéo quá nhở. Ái già. Ái già. Ái già. Ái già già. Toàn những cái đéo gì không. Giải giới ngon hơn. Thôi giờ không sao. Sẽ có thêm giải giới khi cần. Thì phải là có búp Noble nó thắng mình rồi. Combo ban đầu vẫn khỏe thật. Nên dồn đủ combo vẫn cứ là tươi.
Tí nữa tôi sẽ cố gắng lắp giải giới. Đội hình lạch cạch quá. Đội hình lọc ca lọc cọc. Giải giới với kiếm cong thì nó tùy được tình huống, chứ nói cái nào hơn cái nào thì cũng không hẳn. Kiểu như là cái con Swain 2 lúc này các bạn gặp ấy, cái con Swain 2 ấy, các bạn phải có cái kiếm cong này này. Các bạn trừ cấp nó đi thì các bạn đánh mới lại này. Cái con giải giới thì với cả Swain ví dụ như vậy thì lại không ăn thua. Nó lấy mẹ nó hết thôi. Chả biết lấy cái mẹ gì. Thế ôi mẹ, đội hình toàn cộng một ạ, lởm thật. Cảm ơn bạn là Phan Khắc Thành Danh đã tặng sao nhé, cảm ơn bạn. Ba cái hiệu ứng nó dí vào người đấy, khổ vãi lìn. Nhanh lên. Ok. Căng lắm. Mày chưa được gáy này, đang căng đét đẹt này. Ha 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 ha. Level 12 rồi. Lỗi. The dark should fear me. Điều mẹ. Khắc nghiệt thế nhờ. Xạ thủ, hai xạ thủ, thấy chưa, thấy món đồ mẹ. Ba cái hiệu ứng ấy, ngon chưa? Còn Lucian 2 nó bắn thì mới đủ ram được. Chứ còn tầm này toàn cấp 1 trên này là bắn đéo gì. Rốt bao nhiêu tiền rồi đấy. Trời. Nhìn đội hình của tôi chán nhở, trông chán đời éo chịu được ý.
giây giải giới, 5 giây câm lặng. Choáng. Toàn ơi. Toàn sâu chứ không phải toàn nông. Ai, toàn cộng một chán đời. Đấy, cắt phép con đĩ Morgana rồi này. Đó, cắt phép con này là đẹp này. Đấy, Kha'Zix không được vào, bé tí người đứng yên. Bao nhiêu cái đau khổ trong cái nhân gian này là em hứng chọn. Nằm xuống, nằm xuống. Out game gì bình thường, bây giờ với cái rank cao khắc nghiệt như thế này thì cái chuyện mà các bạn mà không có được cờ cấp 2 là chuyện quá bình thường. Chứ bây giờ mà mình cứ thay vì than vãn thì là tập trung cố gắng ghép đồ, cố gắng ghép đội hình cho nó hợp lý để cố gắng giữ được win trick thế thôi. Giữ được thì giữ, mà không giữ được thì thôi. Đừng có buồn anh em ạ, à, đừng buồn. Gấu ra nhiều nhờ. Kennen để đi giữa. Chó chết Kennen để. Bố mới không tin mày nữa đâu. Không, không tin mày đâu. Có Lucian 2 là được. Tôi nghĩ là có Lucian 2 là ok. Cái đại lưng giờ ghép vào cái bùa đỏ đang ngon này. Ghép vào cái bùa đỏ đang ngon này. Cho con Chitana cầm bùa đỏ được. Ây à. Khá quá nhờ. Con Ari mới được búp sức mạnh này. Ờ, mình có Noble. Ôi, nhưng mà cái chiêu của nó bây giờ mới được búp này. Giải giới ngay, cắt phép luôn, giải giới luôn, giải giới. Ôi ôi, đúng lúc mẹ nó tung đòn bắn rồi mình mới giải giới. Nhưng mà không mà giải giới được trước là thằng này đứng im cho đến chết rồi đấy. Toàn nhi đồng thối tai này, hỏng hỏng hỏng. Cảm ơn Khang Giao đã tặng sao, cảm ơn bạn. Mất rồi, mất GP rồi. Bao nhiêu thìa mà các bố trẻ éo thèm lấy thìa luôn. Đèo lấy tao lấy. Tí nữa kiểu gì thì có tác dụng. Có tác dụng được hay không, có sống lúc đấy hay không thì không biết. phải roll bao nhiêu nữa đây. Đây rồi.
Let's do this. Chưa gì vậy, ma đốt còn 100 máu rồi. Đau điện nữa, ăn lin rồi. Bom đi, nổ bom đi, đúng rồi. Cố gắng bắn chết được thêm con nữa thì đẹp. Chặn này, chặn này, chặn này, hút máu lên, hút máu lên. Ăn lin luôn. Con này ghép được cái nỏ xét thì im ba quá, im ba quá. Con này hai con này lên hai được ngon thật. Kennen bây giờ người Kennen, nhà Kennen ạ. Ngon thật. Đấu sĩ. Đồ đâu à? Eo ơi, được có một đồ này. Ôi lại ăn lin toàn tập rồi. Nếu có tiền mà up cấp luôn. Dây chuyền chuộc tội. Cái nem bắn đánh giá nhiều thế. Chẳng lẽ đéo ấy nữa. Để tiền up cấp bây giờ. Đéo có cộng 2 mà chơi. Để dành tiền lên cấp chứ bây giờ tụt cấp so với chúng nó thua một con cờ khó đánh kinh khủng. Leona cái kìa. Đúng rồi, cắt phép Leona ngon rồi. Ok. Con lợn, ôi nó vẫn tung chiêu được kìa.
Đấy, mẹ có tiền lên cấp là vứt vào bốn xạ thủ ngon choét luôn. Có chơi Blitzcrank à? Nếu cắt phép kịp rồi kìa. Ôi con mẹ con gấu. Giải giới con gấu đi. Hay quá, giải giới con gấu rồi. Giải giới tiếp. Giải giới tiếp. Giải giới. Cắt. Cày vãi lìn luôn, đúng một đòn bắn kìa. Thì đang thì hút máu lên các bạn à, nhưng thiếu hút được nùa, thật là cay quả đời. Thôi mất sạch rồi. Mất sạch xanh xanh rồi. Mất cả kêu, mất cả thìa, địt mẹ cay thật. Đời không như mơ. Kẹt cái chúng mày 12 tiền. Cũng giải giới, cũng bày đặt giải giới, bố tiên sư ông nhỏ ấy. Hai cái giải giới liền. Hai cái giải giới liền. Cho kêu đứng đầu là hơi toang. Mẹ dễ ăn giải giới lắm. Bách bách lại một chút. Đó. Thôi, chấp nhận thôi, hết rồi. Cơ tàn rồi. Chỉ có thế này thôi. Đi đến đâu thì nó đến. Giờ kêu mà có thêm cái kêu 2 thì ngon. Băng nhiều quá. Đóng băng quá nhiều. Bắt thêm một cái Yasuo là đẹp. Hoặc là Aatrox thì tôi sẽ đánh bỏ bốn xạ thủ. Anh sao kêu khách ở đây. Căn bản là bây giờ con cheat với cả con Gravet mà không có đồ thì nhạt nhẽo quá. Thả cầm hai con kiếm khách vào hiệu quả hơn. Con sen với con câu giờ được cho mình. À chấp của con đam peo. Hơi đồ đấy. Ấy
Nếu kịp cho ra ngoài. Tên đen kìa. Đu sực né mà khéo thế. Cảm ơn Quang Minh đã tặng sao. Tép con Kenan này kìa. Đéo giết được. Ôi ôi. Đéo biết con đến nổi đi chợ không. Con này bán hết tiền này. Bán hết con này đi rôn kêu 2. May ra thì thở được. Để gặp thằng nào cũng thua. Raven không có đồ, Raven có đồ thì ngon quá. Level 7 hơi khó roll the kill. Xếp vào đây xem có khác phong thủy không nào. Ôi, áo kịp xếp rồi. Hay, áo cho không được chơi. Thì phải choáng kìa. Đen đéo chịu được. Điều mẹ, tụt kim cương 2 rồi. Vẫn sống, vẫn sống. Tí nữa về top 8 này. Đây rồi. Mẹ chúng mày. Thế biết cái này vứt cho con nào ở đây này. Bị kéo luôn. Hai bất tử này. Ui.
Đéo hiểu cái gì cả, kinh vãi cả lìn ý. Ơ, tôi thắng được 3 thằng rồi đấy. Lồn vãi kinh. Đứng ra phải cho bọn dàn sau đứng lùi xuống thấp một tí, đứng cao quá. Raven cầm huyết kiếm ngon luôn này. Cái con Raven này này, nếu như mà nó được kích hoạt cái kiếm khách cái liên tục này, đánh hai lần này thì nó không cần đồ quá nhiều, nó vẫn cứ tươi, nhưng mà phải kích hoạt cơ, phải đỏ cơ. Cái con trò này mà đen là đúng là cũng chỉ ăn lìn luôn, không có cái gì đặc biệt cả. Để tiền áp cấp. Mẹ có ông Mập thay phiêu ra bằng kêu. Tôi chán đếm nói chuyện. Chết rồi, thua rồi. Lướt ra ngoài thì phải lướt ở trong đấy sao sống được. Bất tử. Top 3 rồi đấy, thấy không? Mình phải có niềm tin, phải có niềm tin là các cô dễ thương. Ai, cho em gặp cái bóng đi. Ôi, gặp thằng này thì gặp băng tộc thì chết mẹ em rồi. Bao nhiêu con băng tộc? 3 con à? Ừ, thằng này 3 băng tộc thì phải. Đèn bật cái bia lên khéo thế. Chết con mẹ mày. Băng tộc bị thiếu đam, băng tộc bị thiếu đam. Lại rơi nó. Niềm tin chiến thắng. Nhìn là bem. Element 1, 2, 3, 4 demon. Rồi biết thế. Phép con Kennen đi. Rồi con Kennen bị trừ cấp kìa. Con Kennen bị giải giới. Cắt phép con Kennen. Chết con mẹ Kennen. Hay quá, bất tử kìa. Giết con Evelyn đi.
Giết con Evelyn đi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi 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 ôi, cái đéo gì cơ. Đây rồi. Có cần phải nói gì không ạ? Có cần phải nói cái gì không ạ? Vâng, bây giờ tôi hỏi các bạn là có cần phải nói cái gì không ạ? Thôi nhỉ, chắc thôi, nói năng gì nữa. Tầm này nói năng gì, thôi bỏ đi, nói gì. Với những người viewer mà không có niềm tin ở tôi thì tôi nghĩ là các bạn nên out. Nên out khỏi cái livestream của tôi. Nên rời xa cái livestream của tôi. Còn với tôi thì một máu thì chưa phải là chết. Khiêm tốn, tầm này phải khiêm tốn. Chứ còn tôi đỏ thôi, tôi thắng là do tôi đỏ, tôi ăn được con kêu hai thôi. Chứ còn đen quên mẹ đi, chắc chắc là các ông đang định nói thế đúng không? Ok. Không có gì phải nói cả.